Tôi xin cung nghênh Thanh Đồng, Đỗ Thị Vui, Bác Ghế Hầu, Quan Lớn Đề Tam. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin cung thể Thanh Đồng, Đỗ Thị Vui, Loan Bá Ngược Đồng.
chuyện tông đức vương quan tông thanh vương quan thần đệ tử tiên mã văn 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 của quan lớn Đề Tam qua nghệ sĩ dân gian Đỗ Thị Vui vừa trình bày. Để tiếp theo, để tiếp chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chúng ta lại được gặp lại với thanh đồng Nguyễn Xuân Tiến đến với chúng ta giá trầu đề nghị. Chúng ta lại được chứng kiến một bà chúa sơn lâm một vùng sơn cước. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thanh đồng Nguyễn Xuân Tiến
loan xá ngự đồng.